chào tất cả mọi người nhé mình lại là trọng đây à, mình đến từ kênh channel crypto holic nhé hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn à, giới thiệu các bạn về cái dự án là spec id à, svac id là gì và tại sao nó được à, làm mát trên cái à, sàn à, à, binance nhé đi gần đây ở à, trên à, trang binance thì cũng à, đăng về cái bài là dự án spec id protocol này mã thông báo là id sẽ được à, lâm bát trên uh, sàn binance nhé. thì uh, thông tin này ra thì đã tạo một sức uh, uh, hút rất lớn đối với dự án spec id các bạn ạ. Uh, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái dự án spec id và cách tham gia lâm bát trên sàn binance. trên uh, trang crypto uh, vn com của chúng mình nhé thì có một bài uh, viết rất chi tiết về cái dự án spec id này. thì các bạn có thể đọc uh, thêm chi tiết ở cái bài viết ở trên uh, trang web của chúng mình nhé, thì nên uh, trang web mình cũng sẽ để dưới phần mô tả uh, video này. Uh, thì uh, spec ID là gì? Spec ID mới đầu là một cái uh, dự án về tên miền ở uh, trên uh, BNB Chain nhé các bạn nhé. Uh, tên miền BNB Chain xong uh, đó là nó phát triển uh, rất mạnh về uh, Web3, không chỉ là một uh, tên miền đơn thuần nữa mà nó định dạng uh, trong uh, Web3 và trong thế giới metaverse nhé bạn ạ. À, và các tính năng của nó là gì thì ở trên cái trang uh, spec ID của họ này thì nó cũng rất nhiều tính năng nhé uh, thì đầu tiên bạn sẽ connect ví của bạn vào thì bạn có thể tìm mua được một cái tên miền này uh, tên miền thì đang hỗ trợ cái tên miền bnb uh, arb bnb thì trên mạng lưới binance smart chain BNB Chain này. thì còn arb thì trên mạng lưới arbitrum và Uh, tên miền chấm ETH thì trên mạng uh, uh, ETH nhé các bạn nhé uh, thì bạn có thể mua hoặc có thể đăng ký tên miền à, uh, đăng ký tên miền mới mà chưa có ai đăng ký thì bạn sẽ gõ vào gỗ tìm kiếm ở đây thì bạn sẽ tìm kiếm nếu mà có rồi thì bạn có thể mua mà chưa ai đăng ký thì các bạn có thể đăng ký tên miền ở đây nhé thì nó là một sản uh, phẩm đăng ký tên miền mua bán và chay nhé các bạn nha. À, nó đang phát triển rất là mạnh mẽ thành một cái hệ sinh thái nên trên trang web của mình cũng bài phân tích rất đầy đủ về các tính năng của họ nhé Đấy, à, đăng ký tên miền này, chơi này và quản lý à, cái tên miền đó để set setup thành tên miền đó thành cái địa chỉ ví của mình thế thay vì mình gửi đến địa chỉ ví thì mình gửi đến cái tên miền của mình là được rồi nhé tiếp theo là về cái token uh, Nomic của uh, cái án spec ID và viết tắt token là ID này nhé. Ờ, thì ID thì nó sẽ là token quản trị của spec ID nhé. Thì ID được thiết kế đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra... à, trong quá trình đưa ra quyết định của dự án này, cho phép người dùng có tiếng nói định hướng về tương lai của spec ID. Thì các bạn đọc chi tiết ở phần này và chức năng của nó thì cái chức năng staking thì spec à, uh, token ID để nhận được cái chiết khấu trong à, chi phí giao dịch trên EBT à, Market của họ nhé và chiết khấu đăng ký tên miền à, Web3 ID à, chức năng à, tiếp theo là thanh toán được sử dụng làm phương tiện thanh toán trong hệ sinh thái Spring ID và để thích hợp à, Web3Nem à, SDK à, tiếp theo là chức năng quản trị như mọi dàn khác thì các bạn à, sở hữu token ID có thể tham gia à, bỏ phiếu các à, đề xuất của Spec ID nhé. À, địa chỉ hợp đồng thông minh thì lại nó à, chưa công bố chính thức thì các bạn có thể vào à, Twitter hoặc cái Discord của Spec ID này để cập nhật những thông tin chính à, thống từ dự án nhé các bạn. À, và cái tổng cung của token ID này là hai à, 2 tỷ token thì dưới đây là cái bảng à, phân bổ nhé phân bổ bảng betting của token của họ thì ở cái mục này uh, community airdrop này thì nó uh, phân bổ là 10 phần trăm thì sẽ unlock uh, 30 phần trăm ở TGN là khi tôi cần là uh, uh năng chính thức ra mắt chính thức nhé còn uh, trả dần trong uh, 2 năm cái chính trong 2 năm thì đây là sắp mắt của đi đây là giáp mắt là cái tiến trình của họ, NS uh, Speaker, các nhà đầu tư uh, sau của họ thì rất là uy tín nhé, thì dẫn đầu bởi là uh, BMEC uh, và Sand uh, Vanen ấy, và một cả những cái uh, đối tác cũng rất là lớn và uy tín nhé các bạn ạ. thì nó uh, được đầu tư bởi Vanenep, thì là uh, đầu tư hạt giống với số tiền thì nó chưa tiết lộ đâu nhé ngoài ra một uh, spec ID còn nhiều hợp tác với các nhiều dự án nổi bật như là uh, carshare là chút wallet này, snapen, dodo cho anh thì cái dự án này cũng rất là uy tín tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia spec ID uh, mua token ID trên uh, binance là bắt nhé à, mình xin uh, bổ sung thêm về cái contract của uh, token ID này thì ở trên uh, Twitter của, của Spiker Spike ID họ đã đăng lên rồi nhé. Thì đây là cái con trách chính thống của họ nhé. Các bạn nếu có mua bán giao dịch thì hãy nhớ cái con trách chính thống này của họ. Thì con trách này thì mình cũng để dưới phần mô tả video nhé. Để các bạn uh, để tránh nhầm lẫn, tránh bị scam. Ví dụ các bạn mua trên các sàn uh, dex, các sàn phi tập trung ấy, thì dễ bị scam lắm. Thì và trên các sản sách thì họ niêm yết thì sẽ rất là uy tín hơn. Ok, thì mình quay lại với cái chủ đề là hướng dẫn các bạn tham gia là, làm bát trên uh, sàn binance nhé. Ok, thì uh, để cái ninh thông tin uh, chính thống thì mình sẽ vào cái ninh ở trên cái trang twitter của uh, binance nhé, thì nó có cái ninh uh, thông tin chính thức về cách tham gia đây. thì mình kích vào thì nó ra cái link thông tin chính thức này, để, uh, giới thiệu uh, đợt mở bán uh, token cần spec ID ID trên nó bắt này, Đây là trang web chính thức của uh, Binance nhé các bạn nhé. À, thì cái dự uh, uh, án spec ID là dự án uh, thứ 30 trên Vaylen uh, Lab. thì uh, cái uh, đầu tiên thì các bạn để tham gia thì các bạn phải có một cái tài khoản của Vaylen uh, uh, và đã phải được cây quay C rồi nhé các bạn nhé. thì uh, trên uh, trang crypto honey của chúng mình thì có bài hướng dẫn về cách đăng ký tài khoản các bạn nào chưa có đăng, à, đăng ký tài khoản thì hãy xem bài hướng dẫn của chúng mình nhé ừ, hoặc là các bạn xem cái video về cách đăng à, giới thiệu về sàn binance và cách đăng ký sàn binance trên cái kênh crypto ở uh, nick uh, của chúng mình nhé trên youtube uh, youtube đã có rồi nhé ok à, sau đây thì uh, các cái thông tin thì uh, đầu tiên các bạn có cái tài khoản rồi và cái quay xin rồi thì các bạn phải à, thì họ sẽ chụp nhanh cái ờ uh, lượng token uh, BNB bạn uh, ở trên cái à uh, sàn Binance này, này nhá thì họ sẽ chụp nhanh là uh, kể từ 7 giờ ngày 17 đến tháng 3 à uh, 2023 giờ Việt Nam thì họ sẽ chụp uh, trong vòng 5 ngày đấy thì từ ngày 17 tháng 3 đến uh, 7 giờ ngày 17 tháng 3 đến 7 giờ ngày 23 tháng 3 các bạn phải hậu cái token BNB bên này ở trong tài khoản của mình ở à, đó sau năm ngày thì các bạn sẽ à, chuyển cái token bnb về cái ví spot của mình nhé để có thể được uh, thanh toán khi mua cái token uh, spec id token id này nhé thì ninh uh, thông tin mình cũng sẽ để dưới phần mi tả video để cho các bạn tìm hiểu thêm uh, thì uh, đây là thông tin về đợt mở bán token này thì token À uh, speaking thì mã là ID. Và cái HK Nav là, là 2 triệu 500.000 đô và HK cho mỗi người tuần là là 15.000 ở USD. Đấy. Tương đương khoảng uh, 600.000 ID đấy. Uh, uh, tổng cung của cái tôi cần ID là 2 tỷ. và uh, tổng phân bố trên Binance là là 100 triệu nhé thì tương đương với năm phần trăm tổng cung thủ cân thì giá được mở bán là một tủ cần ID là tương đương 0,025 USD Đấy. À, giá theo tính BTC được công bố trước ngày mở bán thì nó sẽ quy đổi cái số này ra cái giá BNB nha các bạn nhé cơ chế mở bán là bạn sẽ đăng ký tham gia và đồng tiền hỗ trợ là tôi cần thì tôi cần BNB thôi nhé các bạn nhé đây, thời gian đăng ký thì mình cũng như nói ở phía trên thì từ 7 giờ ngày 17 tháng 3 2023 đấy trong vòng 5 ngày đây. Thì đây là những cái thông tin của họ thì các bạn có thể đọc kỹ ở đây thì mình đã tóm tắt xong những cái thông tin ở đây rồi thì các bạn có tài khoản các bạn đăng nhập vào và vào phần Binance sau các bạn uh, cam kết ở hậu tôi cần trên ví xong đó hết thời gian thì các bạn vào uh, cam kết và mua nhé các bạn nhé Đấy, thì thời thời gian đăng ký thì sẽ là uh, ngày 13 giờ ngày 22 tháng 3 2023 giờ Việt Nam đến uh, 16 giờ ngày 2 tháng 3 2 tháng 3 2023 thì chỉ có trong khoảng 20 uh, 3 tiếng để đăng ký thôi nhé các bạn nhé ngay trong khoảng 3 giờ để các bạn sẽ đăng ký và cái số token của bạn sẽ bị khóa Đấy, và bị khóa sau khi uh, quá trình uh, thanh toán hoàn tất thì cái token vi thừa và cái token Spec id sẽ trả vào ví support của các bạn Đấy, và sẽ là được uh, uh, nốc một trăm phần trăm ở trong uh, tge nha các bạn nhé là khi mà nó ngăn uh, tôi token ra nhé Ok, thì, uh, cụ thể thì khi bạn có một tài khoản bạn đăng nhập vào tài khoản của mình này sau đó bạn sẽ vào phần trang uh, chính mạng pháp phần ơn các bạn vào phần 5 bát nha các bạn nhé đây, và 5 bát ở đây Đấy, thì nó cái okay. giai đoạn chuẩn bị vào spec ID bắt đầu ấy thì các bạn cần nắm giữ cái tôi cần BNB trên ví của mình nhé. đến ngày 23 tháng 3 2022. thì sẽ sau khi kết thúc quá trình chụp nhanh số dư BNB trong cái tài khoản của bạn và thì nó sẽ mở nút đăng ký ở đây thì bạn sẽ có vài tiếng để đăng ký là từ 13 giờ đến 16 giờ đấy các bạn Thì các bạn đăng ký như thông tin mình vừa cung cấp ấy thì bạn sẽ ăn vào đăng ký Ok thì mình đã hướng dẫn xong về giới thiệu về cái dự án spec ID là gì và cách tham gia trên Binance này mát nhé Ok Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình à, xin chào và hẹn các bạn, lại các bạn nhé các bạn thấy video của mình hay và hữu ích hãy cho mình một like à, một subscribe kênh CryptoHonix của chúng mình nhé à, Xin chào